các dân tộc để mà tạo dáng chụp hình. Bên đây là của tỉnh Cao Bằng của Việt Nam, và bên kia là tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây, Bùi Hồ đã chạm vào cái cột mốc của Việt Nam đây. Đây là một cái khu tiếp theo, đó là thác Bản Sóc. Thì cá vào thời điểm này cũng tầm khoảng 5 giờ. Cũng cầm khá là nhiều du khách đang hiện nay đang đến đây. Thì thác Bản Sóc là một trong cái những cái thác gọi là kỳ quan của thế giới. Giờ này 5 giờ mà cũng còn khá là nắng nóng. Ủa, mất tiêu anh Thành ơi. Ở đó thì ruộng với lại gần núi trùng trùng điệp điệp, nhưng ở bên đây thì có một cái nhìn vào màn hình thì thấy sẽ một cái dòng nước trắng xóa, đó là cái thác Bản Dốc. Thì sau khi qua một đoạn bán quà lưu niệm ở đây thì cô bác quý anh chị sẽ được đến thác. Và ở đây thì một bên thác này là của Việt Nam. Đây là những cái chiếc thuyền bè để đi ngắm thác, cô bác quý anh chị. Và đó chính là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách nhau. Đứng ở đây, tôi bên đây ở Việt Nam, sau lưng của Bùi Hồ là đang ở đó là đang của Trung Quốc nha cô bác quý anh chị. Nhìn vào thác thì có lẽ khá là đẹp. Lại đây thì gặp một cái chú này đang giăng lưới cá suối. Bên kia là của Trung Quốc nha. Cái gì bác nha? Dính nhiều không bác à? Ít thôi. Nó chủ yếu cái gì bác hả? Goofy. Lát nữa mình sẽ lại gần ở đằng đó. Vậy là thuyền này là của Việt Nam. Thuyền bên kia là của Trung Quốc. Cách nhau mỗi bên nửa dòng sông. Đúng rồi. Vậy là hiện nay thì không xa lắm anh hả? Không xa lắm mà. Dịch Covid nó có tới không? Chặn hết rồi. Không ngờ Trung Quốc, Việt Nam kế bên. Cái đó là cầu gì anh ha? Nhật thang bộ thì phải, thang bước bộ. Tham quan ở trên. Anh biết dãy núi đó là dãy núi gì không? Không. Và đó là tỉnh Quảng Tây không anh hả? Quảng Tây. Chắc chắn Cao Bằng mình là đất Quảng Tây mà. Em cứ nghĩ là Việt Nam cũng đậu bên đó được chứ. Việt Nam mình và bên Trung Quốc đều gọi là cho phép khai thác chung dòng sông này. Khai thác du lịch ấy, thuyền bè thì đi cùng nhau khai thác này, nhưng mà không được lên bờ của nhau. Không được lên bờ của nhau thì đi vòng quanh hết vòng là về thôi. Mình sẽ có thể ra đi sát biên của họ, nhưng mà không được lên bờ. Có nghĩa là du khách của mình cũng không được lên bờ của họ, và du khách họ cũng không được lên bờ của mình. Từ khi nhập các bác quý anh chị thì hiện nay Bùi Hồ đang đứng tại thác Bản Sóc, một trong những cái thác mà gọi là đẹp nhất của thế giới. Và điều đặc biệt nữa, thác Bản Sóc này lại có giáp với lại Trung Quốc, và bên đây là của tỉnh Cao Bằng của Việt Nam, và bên kia là tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đến thời điểm này thì Bùi Hồ cũng không nghĩ rằng mình lại đứng ngay cái mảnh đất thiêng liêng giữa vùng biên giới Việt Trung như thế này. Cũng nhờ sự hướng dẫn của anh rất là nhiệt tình, anh nói thôi anh em cứ tranh thủ đi để hết ngày hôm nay rồi, tại vì thác này thì rất là đẹp. Rất là đẹp. Anh tại sao thác mình gọi là thác Bản Dốc anh Bằng anh Thành ? Thực ra từ thác Bản Dốc thì anh không nắm được. Dạ. Có tên từ rất lâu rồi thì biết là tên thác là như thế. Dạ. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ quay qua đây để lấy coi cho cô bác quý anh chị xem về một cái thác. Và đây, đó chính là ngôi thác, coi như hình ảnh này là kỷ niệm của hai anh em, một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc, một người ở đồng bằng Nam Bộ, người thì ở tận biên giới xa xôi, lại gặp nhau đúng cái thời điểm này ha.
rất vui luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Mình rất là vui được gọi là được chào đón bạn Bùi Hồ TV từ Đồng Tháp xa xôi lên Cao Bằng. Đấy. Mình nói chung là thông qua cái kênh của Bùi Hồ TV thì mình cảm ơn các bạn đã xem kênh của Bùi Hồ và kênh của Cao Bằng chúng tôi. Đấy, rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ và có dịp lên Cao Bằng, mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch để đưa các bạn đi khám phá Cao Bằng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh. Đấy, chúc anh luôn có sức khỏe nha. Cảm ơn Hồ. Dạ. Ôi nhìn thì nó đẹp lắm luôn. Thịt dê nướng anh hả? Thịt này thịt gì? Thịt nướng. Thế nhưng mà lợn này là một sâu như thế này là bao nhiêu tiền nhỉ? 20.000. Bây giờ là chín chưa, có nào chín chưa nhỉ? Chưa, tí nữa một lúc ngồi đi. Thôi đi ra chơi chút xíu đi, tại chín này em sẽ ăn. Nói thiệt với anh thì cái dự tính của em á là lên đây để khám phá những điều kỳ thú như là kế hoạch em đã nói với anh. Nhưng mà bản thân em thì đến thời điểm này lại bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp của thiên nhiên của Cao Bằng. Đẹp lắm, các bạn chưa đến Cao Bằng chưa tìm hiểu hết thôi. Cao Bằng có thác Cẩm Tấn, có đồng ngầm ngao rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Nói chung là đẹp tuyệt vời luôn. Dạ, nói chung là bị cuốn hút luôn rồi nè. Người ta nói là trong vị trí địa lý thì Cao Bằng 3/4 là núi đá, chỉ ít Cao Bằng, và đến Cao Bằng thì phải khó, phải qua được đèo Gió, đèo Giàng rồi đến đèo Tây Đao Bắc ta mới tới Cao Bằng. Ôi, từ nhỏ giờ không nghĩ là rằng mình hiện nay đang ở đây, tại vì từ khoảng 1-2 năm nữa mình sẽ gặp bạn Hồ. Nếu như mà kênh phát triển thì Bùi Hồ cũng sẽ tiếp tục quay lại đây thăm, có kinh phí thì quay lại đây sẽ thăm Văn Hành nhá. Thú vị quá. Ôi anh Thành ơi, em tưởng tượng nó giống như là động Thủy Liêm anh à. Đây, Tôn Ngộ Không có thể bay vô trong đó được à? Quay phim đây ai đấy? Quay phim lên đó đứng trên đó được không? Không cho vào đâu. Không cho vào hả? Không cho vào. Cái này không có cho vào đâu. Vì ở đó cũng khá là sâu đúng không? Trơn lắm. Trơn à? Không có cho tắm luôn mà. Không cho tắm luôn ha? Đây lâu thôi nhưng mà không cho tắm luôn. Sức khác chảy nó, nước chảy nó rất là mạnh ha? Dùng nước như tắm tắm, thành bảo đây luôn. Qua bên kia đường manh hả? Bên kia. Vẻ đẹp của thiên nhiên thì nó vô cùng hùng vĩ. Và đặc biệt khi đến đây thì cái không khí nó rất là mát mẻ. Tại vì ở đằng sau này những cái bọt nước nó tung tấn xe trắng xóa lên, và nó làm cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Cô bác tính chị bên đây thì rất là mát. Còn ở bên đây thì rất là nhiều cây. Ở đây là của Trung Quốc nha. Ở đây thì người ta đang giăng bắt cá. Cá này thì gọi là cá suối. Nãy mình có hỏi bác. Và đây là cái nơi đẹp nhất nha. Cái nơi này là cái nơi đẹp, thơ mộng nhất. Và cái nước nó chảy với cái diện tích với cái chiều rộng nhiều nhất, và nơi này thì thuyền bè có thể qua lại được ở đây. Tôi đang đặt chân ngay tại thác Bản Chót, một trong những thác rất là đặc biệt của Việt Nam. Có khá là nhiều bạn trẻ chọn cho mình những cái trang phục đặc sắc của các dân tộc để mà tạo dáng chụp hình trước một cái thác Bản Dốc đẹp và hùng vĩ như thế này. Nhìn thấy rất là dễ thương đúng không? Rất xinh luôn á. Đi ạ.
Mà trên hả? À, thôi cô bác quý anh chị thì tạm biệt khắp bạn dốc để khám phá những cái hành trình tiếp theo nha. Vừa hồi cũng cũng giờ cũng gần tầm 6 giờ rồi, cũng phải đi về thôi. Cá thì ở đây gọi là Bùi Hồ gọi là cá suối nhưng mà chị thì gọi là cá sông. À, chị tên cá là tên gì hả chị ha? Đây ở đây gọi là cá khình. Cá khình. Vâng, còn ở một số nơi khác người ta gọi là cá sình. À, thịt của nó ăn thơm hả? Mình phải hâm nóng lại hả chị ha? Hâm nóng lại ăn thì cái này mình. Hai con này là bao nhiêu tiền nha? Hai con này 15.000, ba con này 20.000. À. Anh Thành ăn thêm một con nữa đi, kiếm thêm một con nữa đi. Bye bye bà nào, bye bye. Bye bye bà. Còn đây là thịt gì à? Đây là thịt cuốn lá mắc mật. À, thịt lợn cuốn lá mắc. À, thịt lợn. Bao nhiêu một sâu như thế này? 20.000. Ồ. Cá này mình ăn mình chấm với gì ta? Chấm ốc thôi. À. Cá này cũng mới giăng lưới lên luôn hả? Cá này vâng, cái này người ta quăng chài từ hôm qua chẳng hạn. Thì là bọn em phải mua để không phải là hôm nào người ta cũng quăng chài được. Không. Nhưng mà nó còn sống rồi. Vâng. Cá này quăng chỉ là quăng chài mới được thôi. Ừ. Còn nếu mà đi câu thì là không được cá này. Tại vì nó chỉ ở những cái chỗ nước xiết, cái chỗ mà là đá gập ghềnh. Ừ. Nên là câu là không được cá này. Ờ. Vậy sao? Cá này là ngon nhất sông ở đây. À, sông chín chưa? Thêm một lúc sông để nó nóng lên. À, lá mắc mật này thì nướng ăn ngon không ạ? À, mình chỉ nên thử cá hay nên thử này luôn. Anh nghĩ là ăn thịt cá nó ngon hơn. Lá mắc mật với thịt này anh nghĩ là không thơm bằng đâu. À. Em thích thử để cứ thử. Anh nghĩ là như thế. Anh em mình mỗi người hai con nha. Mỗi người một con thì anh ăn một con. Đây là một đặc sản à? Đặc sản thì anh không biết cá tên là cá gì. Anh được biết ở đây có một loại cá rất là ngon người ta hay nhắc đấy. Cá chầm xanh. Ờ đúng rồi, tên nhớ tên rồi. Cá chầm xanh. Cá đấy rất là đặc biệt luôn. Là người ta câu ở trên đỉnh thác xuống cái kiểu. À mới có à, thì trên đỉnh thác mới có. Vâng. Nhưng thì... mà không phải hôm nào cũng câu được con cá đấy. Cá hiếm đấy không? Cá đấy hiếm không chị? Cá đấy hiếm, mà cá đấy bán người ta bán rất là đắt, 350 một cân đến 400.000. Ồ, thì thường có loại to không? Có. Con hơn thì là bình thường người ta câu thì cũng ít khi ở con cá 3-4 cân, lâu lâu mới được. Bình thường thì cô bác quý vị cùng với Bùi Hồ sẽ thử một loại cá ở đây, người ta gọi là cá khìn hay là còn gọi là cá xìn. Cá này chỉ nướng than thôi và mình sẽ chấm với lại tương ớt và ăn. Và đặc biệt thì cá này được bắt từ thác Dốc, thác Bản Dốc, sông Quy Sơn. Thì vậy thì quý vị có cá như thế nào thì sau này Bùi Hồ sẽ thấy chị với một con nào nhỏ. Cho em sẽ cung cấp cái thì cái con cá này đó thì nó giống như là con cá linh của miền Tây của em. Cá linh à? À, ở miền Tây của em có cá linh rất là ngon. Em đừng nụi thử nha. Cá này trong nhà hàng cái này họ làm giòn lắm nhỉ. Nhà hàng sao? Người ta chỉ rán thôi. Ừ, rán giòn lên. Ăn thơm lắm, em được ăn là thơm ngon. Cái cá sông này rất là ngon. Thịt nó rất gai. Ừ. Thịt nó rất gai, cơ bản con cá này là nó như thế. Ừ. Nếu mà mình muốn ăn giòn ở mình chỉ có rán giòn lên. Cá này ngoài nướng ra thì mình còn có thể làm được, chế biến được món gì ta? Mình nói chung là ngoài rán với lại nướng ra thì chỉ có thế thôi. Còn nếu mà ai muốn ăn con thì có làm thịt thôi. Đây là cách chế biến của bên khu vực mình, vâng. Làm hai món đấy nhiều. Nhưng mà đa số là như dân bọn em ở đây ăn thì đa số đều. Thôi mình ăn hết cá cho cô bác cái nha. Ăn cái cơm khá dài, thịt khá dài ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt trên một cái chuyến xe đi về tỉnh Tuyên Quang. Nhưng mà theo kế hoạch của Bùi Hồ sẽ về Tuyên Quang nhưng mà một số thay đổi trong cái lịch trình của mình thì Bùi Hồ sẽ trên cái chuyến xe này. Đầu giờ chiều thì Bùi Hồ sẽ chuyển xe qua để đi một cái chuyến xe về tỉnh Lào Cai để khám phá một số ẩm thực bên đó cũng như là một nét đặc trưng của một số người Mường, người Dao ở bên đó nha cô bác quý anh chị. Và sẽ bên đó Bùi Hồ sẽ có những cái video clip rất là thú vị. Thì mong cô bác quý anh chị sẽ theo hành trình của Bùi Hồ nha. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sáng nay thì Bùi Hồ làm thực hiện một video clip khá là vất vả khi phải
từ thành phố Lào Cai vào khoảng 60-70 cây để vào một cái làng của người dân tộc ít người nhất nước Việt Nam, đó là người dân tộc Hà Nhì. Thì trong cái quá trình đi thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Và đây là cái cầu giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên đây là tỉnh Lào Cai và bên kia là Bùi Hồ nghe nói là của Trung Quốc. Thì chạy dọc theo cái con sông này, đó là cái con sông Hồng chảy từ tỉnh Lào Cai vào đến các tỉnh của Bắc Bộ, đến Hà Nội, đến đồng bằng Bắc Bộ. Thì đây là cái cầu giao thương với cô bác với anh chị. Mọi người ở đây thì không qua được đâu nha. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ, đây là bên đây là Trung Quốc, không biết là trên màn hình thì cô bác với anh chị có thấy rõ không, nhưng mà đó, chữ Trung Quốc ở trên kia. Và ở dưới này là cái cầu, đây là cái cầu giao thương. Theo chia sẻ của một anh nói thì Bùi Hồ mới hiểu được thôi. Nói chung là bên đây là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc. Đó, chúng ta có thấy những cái tòa nhà cao cao kia. Thì Bùi Hồ bây giờ chạy vào một cái làng, một cái huyện gọi là huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Cô bác quý anh chị thấy ở đây có rất là nhiều xe container không? Thì những cái chiếc xe container này là những cái chiếc xe mà họ chờ để nhập hàng sang Trung Quốc, để xuất nhập cảnh sang Trung Quốc đó cô bác quý anh chị. Rất là nhiều luôn. Và ở bên kia đường đó là cũng rất là nhiều xe container. Họ cứ chờ đến khi mà xe từ Bắc vào Nam thì họ đến đây họ chờ đến ngày để mình được nhập hàng đi sang Trung Quốc qua cái cầu lúc nãy mà Bùi Hồ mới vừa quay cho cô bác quý anh chị xem đó. Đây nè, có tiếng Trung Quốc Việt Nam. Thì đây là một cái cột mốc của Việt Nam, cái nơi là con sông Hồng đi cô bác quý anh chị. Thì ở ngay chỗ cái địa điểm này thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị thấy rõ hơn về con sông Hồng. Đây Bùi Hồ đã chạm vào cái cột mốc của Việt Nam đây. Cột mốc thứ 95. Và đây là cái dòng sông Hồng chảy vào đến đồng bằng Bắc Bộ. Cô bác quý anh chị có thấy ở đằng kia là một cái cồn không? Đó là một cái cồn. Bên bờ bên kia là Trung Quốc và bờ bên đây là Việt Nam. Đây là vành đai giữa Trung Quốc và Việt Nam, cách nhau bởi một cái con sông Hồng như thế này chảy vào đến Hà Nội.